Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đau Móc Của Chị Hemmet. Ở bài ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu túi ghép hoa như thế này. Ở bài trước đó mình đã có hướng dẫn một cái mẫu túi ghép hoa với cách móc từng cái bông rời ghép lại với nhau. Thì ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thứ hai là chúng ta sẽ móc liền tất cả những cái bông hoa mà không cần cắt len. Thì đây là cái mẫu túi mình đã móc trong bài hướng dẫn này. Việc đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về kích thước của mẫu túi nha. Đầu tiên là về chiều ngang của túi. Mẫu túi này có chiều ngang 35cm. Chiều cao của túi tính từ đáy túi lên tới miệng túi 25cm. Nếu như các bạn tính luôn cả khoai túi phía trên này thì mẫu túi này khoảng tầm 50cm nha mọi người. Vậy là mình đã giới thiệu xong cho mọi người về kích thước của mẫu túi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào móc mẫu túi. Và để móc mẫu túi này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Với bài hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ dùng len miêu cô tông 50g để móc. Kích thước sợi len này 2.0mm. Ở đây mình sẽ sử dụng kim móc 2.5mm để móc. Ngoài kim móc và len mình đang giới thiệu cho mọi người ở đây, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ các loại len sợi nào khác đều có thể móc được cái mẫu túi này. Ngoài ra, các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len, kim khâu len và ghim đánh dấu để chúng ta cùng nhau móc cái mẫu túi này nha. Để bắt đầu, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt đầu tiên trên kim móc. Tiếp theo, các bạn sẽ khởi tạo dãy bính gồm có 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quay ngược lại đâm kim vào cái mũi bính đầu tiên và trượt cho mình một mũi trượt. Mình đã tạo ra được một cái vòng tròn với 6 mũi bính như thế này. Để móc vòng móc đầu tiên, các bạn sẽ lên một mũi bính và móc vào vòng tròn này 12 mũi đơn. Sau khi mà mình móc tới mũi đơn cuối cùng, các bạn sẽ đâm kim vào đầu mũi đơn đầu tiên để trượt một mũi trượt kết thúc vòng móc này. Kế tiếp, các bạn sẽ móc tiếp vòng móc số 2. Ở vòng móc số 2 đầu tiên, mình sẽ lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này sẽ tính là mũi kép đơn đầu tiên, nên cái mũi bính thứ 3 chính là đầu của mũi kép đơn này. Kế tiếp các bạn sẽ bỏ qua chân móc mũi trượt và móc vào chân móc kế tiếp 4 mũi kép đơn. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim ra khỏi chân móc. Và ở đây các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính thứ 3 của 3 mũi bính đầu tiên của dòng móc số 2. Các bạn sẽ kéo mũi len, các bạn vừa bỏ kim ra kéo qua cái mũi bính này thì chúng ta đã được một cánh hoa đầu tiên. Tiếp theo, lên 3 mũi bính để móc cánh hoa tiếp theo. Ở đây các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc 5 mũi kép đơn. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ kim ra khỏi mũi len, đâm kim vào cái đầu mũi kép đơn đầu tiên. Sau đó lấy mũi len vừa bỏ ra kéo qua đầu của mũi kép đơn này thì chúng ta đã được cánh hoa thứ hai. Tiếp tục lên 3 mũi bính để móc tiếp những cái cánh hoa còn lại. Lưu ý mỗi cánh hoa sẽ cách nhau bằng một chân móc nha. Ở bông hoa đầu tiên, ngay sau khi mình móc tới cánh hoa thứ 6 cũng chính là cánh hoa cuối cùng, ở đây các bạn sẽ lên một mũi bính và móc cho mình một mũi nửa kép vào đầu của cánh hoa đầu tiên. Thì đây là cánh hoa đầu tiên của mình. Ở phía sau nó sẽ có một cái mũi len ở phía sau. Mũi len này chính là cái mũi trượt mũi để kéo mũi đầu tiên và cái mũi cuối cùng của cánh hoa này lại với nhau á. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi này và móc cho mình một mũi nửa kép ha. Mũi nửa kép này nó sẽ tương ứng với hai mũi bính cộng với cái mũi bính đầu tiên của mình nữa là 3 mũi bính, thì nó sẽ giống với khoảng cách của những cái bông hoa trước đó mà chúng ta đã móc. Tiếp theo các bạn sẽ lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên dòng móc thứ 3. Kế tiếp các bạn sẽ móc vào vị trí này, chính là cái ổ móc này nha. Móc cho mình một mũi kép đơn, một mũi nửa kép và một mũi đơn. Thì cái cụm họa tiết này chính là nửa cụm họa tiết đầu tiên của cánh hoa đầu tiên.
Kế tiếp các bạn sẽ móc cánh hoa thứ hai. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn, sau đó móc một mũi nửa kép, tiếp tục móc hai mũi kép đơn, sau đó lên hai mũi bính, móc tiếp hai mũi kép đơn. Một mũi nửa kép và một mũi đơn. Thì một cánh hoa như vậy nó sẽ có nè, một mũi đơn, một mũi nửa kép, hai mũi kép, hai mũi bính, hai mũi kép đơn, một mũi nửa kép và một mũi đơn. Vậy là đó là một cụm họa tiết của một cánh hoa trên vòng móc thứ ba ha. Tiếp theo các bạn sẽ móc tiếp cánh hoa thứ 3, 4, 5 và dừng lại cho mình ngay cánh thứ 6, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Ở cánh hoa thứ 6 của bông hoa đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn, một mũi nửa kép, một mũi kép đơn, tiếp tục móc thêm một mũi kép đơn nữa. Thì đây chính là nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ 6. Kế tiếp các bạn sẽ lên cho mình 15 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau đó các bạn sẽ đếm tính từ kim móc tính về. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim vào mũi bính thứ 6, tính từ kim móc, trượt cho mình một mũi trượt vào mũi bính này. Kế tiếp các bạn sẽ trượt tiếp một mũi trượt vào mũi bính tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ tạo được một cái vòng tròn như vậy. Kế tiếp các bạn sẽ móc vào vòng tròn này cho mình 12 mũi đơn. Ở đây mình đang móc mũi đơn đầu tiên. Lưu ý cho mình, nếu như các bạn nào mới tập móc thì các bạn có thể dùng ghim để đánh dấu mũi đơn này lại nha. Sau khi mình móc được 12 mũi đơn, các bạn sẽ đâm kim vào đầu mũi đơn đầu tiên, trượt một mũi trượt để kết thúc dòng móc này. Kế tiếp các bạn sẽ quay lại cái dãy bính mà các bạn đã móc trước đó. Trước đó thì chúng ta chỉ còn ở đây là 9 mũi bính thôi. Ở đây các bạn sẽ trượt cho mình liên tiếp 3 mũi trượt vào 3 mũi bính tiếp theo. 1, 2, 3. Sau đó thì các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp nha. Lưu ý cho mình là chân móc kế tiếp là chân móc này. Các bạn sẽ móc 5 mũi kép đơn. Mũi kép đơn đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, nhấc kim ra khỏi len, đâm kim vào đầu cái mũi kép đơn đầu tiên. Thì đây là đầu của mũi kép đơn đầu tiên nha. Sau đó các bạn sẽ kéo cái mũi len các bạn vừa nhấc kim ra lúc nãy, kéo qua chân móc đầu tiên, tạo nên được một cánh hoa như vậy. Kế tiếp các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp những cánh hoa còn lại, giống hoàn toàn như cách móc của bông hoa đầu tiên mà mình đã hướng dẫn cho mọi người ở vòng móc số 2 của bông hoa này nha. Ở bông hoa số 2, ngay sau khi mà mình móc tới cánh hoa cuối cùng trên vòng móc số 2, ở đây các bạn sẽ lên một mũi bính. Các bạn sẽ sang cái dãy bính mà các bạn kết nối giữa hai bông hoa, trượt cho mình một mũi trượt vào mũi bính kế tiếp. Thì đây là mũi bính kế tiếp. Mình sẽ trượt một mũi trượt vào mũi bính này nha. Tiếp theo các bạn sẽ trượt liên tiếp cho mình 3 mũi trượt liên tiếp ở 3 mũi bính. 1, 2, 3. Thì đây mình chỉ còn dư lại một mũi bính thôi nha. Kế tiếp các bạn sẽ móc tiếp, móc vào cái ô móc này, ô móc mà các bạn vừa trượt mũi, và ngay cái tại mà giữa cánh hoa số 6 và cánh hoa đầu tiên trước đó các bạn móc này, ở vòng móc số 2 nha. Mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn, tiếp tục móc một mũi nửa kép và móc một mũi đơn. Thì đây là nửa cụm họa tiết của cánh hoa đầu tiên trên vòng móc số 3 của bông hoa số 2 nha. Kế tiếp thì các bạn sẽ móc tiếp
cánh hoa thứ hai. Đầu tiên móc một mũi đơn, sau đó móc một mũi nửa kép, tiếp tục móc hai mũi kép đơn, lên một mũi bính. Ở đây các bạn sẽ kết nối cái cánh hoa này với cánh hoa phía bên này của bông hoa đầu tiên. Đây là vị trí kết nối đầu tiên, ngay vị trí chúng ta lên mũi bính ha. Đây các bạn sẽ đâm kim vào vị trí là hai mũi bính của cánh hoa phía trên này. Kéo chân móc các bạn vừa nhấc kim ra qua cái vị trí này, sau đó lên một mũi bính và tiếp tục hoàn thiện cánh hoa thứ hai của bông hoa thứ hai nha. Tiếp theo các bạn sẽ móc tiếp cánh hoa thứ ba, cánh hoa thứ tư và dừng lại cho mình ở nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ năm nha. Ở bông hoa thứ hai, ngay sau khi mà các bạn móc tới nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ năm trên cái dòng móc thứ ba, thì ở đây các bạn sẽ tiếp tục lên tiếp dãy bính 15 mũi bính và thực hiện cách móc của cái bông hoa thứ ba giống hoàn toàn như cách móc của bông hoa thứ hai. Ở bông hoa thứ ba nó cũng sẽ có hai điểm nối. Một điểm đầu tiên chính là điểm mà chúng ta lên dãy bính. Điểm thứ hai chính là cánh thứ hai và cánh đó sẽ được nối với điểm này của cái bông hoa thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp và dừng lại cho mình ngay tại cái vị trí giống hoàn toàn như vị trí mà các bạn dừng lại ở cái bông hoa thứ hai để chúng ta tiếp tục móc tiếp cái bông hoa tiếp theo. Sau khi mà mình móc xong cái bông hoa thứ ba thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp cái bông hoa thứ tư, và bông hoa thứ tư chính là cái bông hoa cuối cùng của cái phần đáy túi của mình. Nếu như các bạn muốn tăng size túi thì các bạn sẽ từ cái bông hoa thứ ba móc tiếp cái bông hoa thứ tư rồi móc tiếp cái bông hoa thứ năm, thứ sáu, tùy thuộc vào cái độ rộng của cái phần đáy túi nha. Ở đây thì mình đáy túi mình chỉ móc 4 bông thôi. Và khi mình móc tới cái bông hoa thứ tư thì ở đây bông hoa thứ tư mình cũng nối được 2 điểm và hoàn thiện tiếp những cái cánh hoa còn lại cho tới cánh hoa thứ 6 luôn. Và mình sẽ bắt đầu vòng ngược lại để hoàn thiện cái bông hoa thứ 3 và bông hoa thứ 2 trước đó nha. Ở đây các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp cho mình. Mình đang dừng lại ở cái mũi đơn cuối cùng của cánh hoa thứ 6 của bông hoa thứ 4. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào cái ô móc kế tiếp. Ô móc này chính là cánh hoa đầu tiên. Ở cánh hoa này mình đã có nửa cụm họa tiết rồi. Bây giờ mình sẽ bổ sung vào đây để cho nó đủ nửa cụm họa tiết còn lại. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn, sau đó móc một mũi nửa kép, móc hai mũi kép đơn, sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào cho mình ngay tại cái mũi trượt thứ ba. Đây các bạn có thể nhớ là trước đó các bạn sẽ trượt 3 mũi thì chúng ta mới móc được cụm họa tiết này. Bạn sẽ đếm nè, 1, 2, 3. Ngay tại mũi trượt thứ 3 các bạn sẽ đâm kim vào mũi trượt này. Ở đây các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái mũi bính còn sót lại giữa cái dãy bính mà chúng ta móc 15 mũi bính. Thì đây nó còn sót một cái mũi bính còn lại nè. Các bạn sẽ đâm kim xuyên qua hai cái sợi len như vậy. Các bạn móc cho mình một mũi trượt, sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính và qua cái bông hoa số 3 trước đó. Ở bông hoa này mình chỉ có nửa cụm họa tiết nè. Bây giờ mình sẽ bổ sung nửa cụm họa tiết còn lại nha. Đầu tiên thì mình sẽ móc hai mũi kép đơn, sau đó móc một mũi nửa kép và móc một mũi đơn. Thì chúng ta đã hoàn thiện được cái cánh hoa này của bông hoa này. Tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp cánh hoa thứ 6 của bông hoa số 3 và sau đó móc hoàn thiện cánh hoa đầu tiên của bông hoa này và tiếp tục hoàn thiện tiếp cái bông hoa số 2 cho mình nha. Sau khi mình móc hoàn thiện cái bông hoa thứ 4, bông hoa thứ 3, bông hoa thứ 2 và tới gặp lại cái bông hoa đầu tiên, mình cũng sẽ hoàn thiện cái cánh hoa thứ 6 của nó. Và đây là cánh hoa đầu tiên của bông hoa đầu tiên nè. Ở cánh hoa đầu tiên mình chỉ có nửa cụm họa tiết nên là bây giờ mình cũng sẽ bổ sung nửa cụm họa tiết còn lại nha. Mình sẽ móc một mũi đơn, một mũi nửa kép và hai mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ lên một mũi bính và trượt một mũi trượt vào cái mũi bính thứ ba của ba mũi bính đầu tiên trên cái cánh hoa này để chúng ta hoàn thành xong bốn cái bông hoa ở đáy túi. Tiếp theo các bạn sẽ lên
15 mũi bính để tiếp tục móc tiếp cái bông hoa thứ 5 nha. Ở đây chính là cái bông hoa thứ 5 của mình. Mình đang dừng lại ngay tại nửa cùng họa tiết của cánh hoa thứ 2 trên dòng móc thứ 3. Và cánh hoa này thì mình sẽ kết nối với cái điểm này. Tiếp theo, cánh hoa thứ 3 mình sẽ kết nối với điểm này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc nối lại nha. Thì đây là mình đang dừng lại ở cái mũi kép thứ 2. Bây giờ mình sẽ lên một mũi bính. Lấy kim ra khỏi mũi len, mình sẽ đâm kim vào vị trí là cái điểm giao giữa hai cánh hoa ở vị trí này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi ngay tại vị trí ở đây nha. Sau đó thì các bạn sẽ kéo cái mũi len mà hồi nãy các bạn bỏ ra. Đây, đâm kim qua, kéo mũi len qua cái vị trí này. Sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính và tiếp tục hoàn thiện cái cánh hoa này cho mình. Mình sẽ chuyển sang móc cánh hoa thứ 3 và dừng lại ở nửa cùng họa tiết đầu tiên của cánh hoa này. Sau đó mình sẽ lên một mũi bính. Ở đây mình sẽ kết nối vào cánh này nha. Các bạn sẽ đâm kim vào vị trí là hai cái mũi bính ở giữa nha. Kéo cái mũi len này qua, sau đó lên một mũi bính và tiếp tục hoàn thiện cánh hoa này. Tiếp theo các bạn sẽ móc tiếp nửa cùng họa tiết của cánh hoa thứ 4 và các bạn lên tiếp dãy bính để móc cái bông hoa thứ 6 nha. Ở đây chính là cái bông hoa thứ 6 của mình. Bông hoa này nó sẽ có 4 điểm nối. Điểm đầu tiên nó sẽ ngay cái vị trí mà chúng ta lên dãy bính. Điểm thứ hai thì chúng ta sẽ nối ở cánh số 2 và vị trí kết nối của nó sẽ là ở vị trí này. Điểm thứ ba sẽ là cánh thứ 3 kết nối với vị trí này. Và điểm thứ 4 sẽ là cánh thứ 4 và điểm kết nối của nó sẽ ở vị trí đỉnh của cánh hoa này. Tiếp theo các bạn sẽ móc nửa cùng họa tiết của cánh hoa thứ 5 và tiếp tục móc tiếp cái bông hoa thứ 7 giống hoàn toàn cách nối ở cái bông hoa thứ 6 mà mình vừa hướng dẫn xong cho mọi người ở đây nha. Vậy là ở đây mình đã móc nối được cái bông hoa thứ 7 vào, cách nối bông hoa thứ 7 giống hoàn toàn như cách nối của bông hoa thứ 6 mà mình đã hướng dẫn và nói với mọi người trước đó. Tiếp theo các bạn sẽ móc tiếp cái bông hoa số 8 và lưu ý cho mình bông hoa số 8, 9, 10 thì mỗi bông hoa nó chỉ có 5 cánh thôi nha, nên là cách móc của nó sẽ là như sau. Ở đây thay vì các bạn lên 15 mũi bính như trước đó thì các bạn chỉ lên cho mình 14 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Từ kim móc tính về các bạn sẽ đếm cho mình mũi bính thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào mũi bính này trượt một mũi trượt. Tiếp theo, trượt cho mình thêm một mũi trượt vào mũi bính kế tiếp. Và bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt vào vòng tròn này là 10 mũi đơn. Nó sẽ ít hơn 2 mũi đơn so với những cái bông hoa trước đó nha. Đây chính là cái bông hoa thứ 8 của mình. Ở bông hoa này do số mũi đơn nó bớt đi nên là chúng ta chỉ còn 5 cánh hoa. Mình cũng sẽ dừng lại ngay tại cùng họa tiết, nửa cùng họa tiết thứ 2 của cánh hoa thứ 2 để tiến hành kết nối. Ở bông hoa này nó sẽ có 3 điểm kết nối. Điểm đầu tiên nó sẽ nằm ở vị trí này, chính là vị trí chúng ta lên dãy bính. Điểm thứ 2 sẽ kết nối từ cánh thứ 2 với vị trí này. Điểm thứ 3 sẽ kết nối từ cánh thứ 3 với vị trí này. Và các bạn sẽ móc nửa cùng họa tiết của cánh hoa thứ 4. Sau đó tiếp tục móc tiếp bông hoa thứ 9 giống hoàn toàn cách móc của bông hoa này. Bông hoa thứ 9 và thứ 10 nó cũng sẽ có 5
cánh giống như là cái bông hoa số 8 mà mình đang hướng dẫn cho mọi người ở đây. Mỗi bông hoa nó cũng sẽ có kết nối ở 3 điểm giống như cái bông hoa này luôn nha. Sau khi mà mình móc xong cái bông hoa số 10 ngay tại vị trí này thì bông hoa số 11, 12 và 13, mỗi bông hoa như vậy nó sẽ có 6 cánh trở lại, và cách nối của 3 bông hoa 11, 12, 13 nó sẽ giống như cách nối của bông hoa số 6 và số 7 mình đã hướng dẫn cho mọi người trước đó. Mọi người lưu ý giùm mình, mỗi bông hoa như vậy sẽ có 4 vị trí kết nối. Và ở đây mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người móc xong bông hoa 11, 12 và 13 nha. Sau khi mà các bạn móc nối xong bông hoa số 11, 12 và 13 vào đúng vị trí của nó thì các bạn sẽ kết nối tiếp bông hoa số 14, 15 và 16. Riêng ba cái bông hoa 14, 15, 16 này nó chỉ có 5 cánh giống như cái bông hoa số 8, 9, 10 mà mình đã móc trước đó. Và cách nối của ba cái bông hoa này nó sẽ giống hoàn toàn như cách nối của bông hoa số 8, tức là cái bông hoa 5 cánh đầu tiên mà các bạn nối trước đó nha. Ở đây mình sẽ có cái bông hoa số 16, tức là cái bông hoa 5 cánh cuối cùng trên dòng móc này. Bông hoa này sẽ có 3 điểm kết nối. Điểm đầu tiên là điểm chúng ta lên dãy bính. Điểm thứ hai chính là vị trí này, và điểm thứ ba chính là vị trí này. Sau khi các bạn móc được 3 điểm kết nối thì các bạn sẽ móc hoàn thiện luôn cái bông hoa này. Tức là những cái cánh hoa còn lại là các bạn sẽ móc đầy đủ luôn cho mình và gấp lại tới cái điểm này. Tới điểm này thì các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện cánh hoa này, sau đó lùi lại tiếp tục hoàn thiện cánh hoa số 15. Tiếp tục 14, tức là các bạn khi mà móc xong cái bông hoa số 16 này là các bạn sẽ đi lùi để hoàn thiện những cái bông hoa trước đó. Đi lùi lại, vòng ngược lại và hoàn thiện cho đến khi các bạn móc tới cái bông hoa số 5 ở đây. Ở dòng hoa đầu tiên của phần thân trên của túi của mình, nó sẽ bắt đầu từ bông hoa số 5 và nó sẽ đi vòng cho tới khi các bạn móc tới bông hoa số 16. Thì bông hoa số 16 chính là cái bông hoa cuối cùng trên vòng hoa đầu tiên của phần thân trên của túi. Khi các bạn móc tới bông hoa số 16 thì các bạn nối được 3 điểm xong thì các bạn sẽ hoàn thiện cái bông hoa số 16 này. Sau đó quay ngược lại hoàn thiện bông hoa số 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5. Và đây là khi mình tới cái bông hoa thứ 5. Và trong quá trình mình hoàn thiện cái bông hoa này thì mình sẽ dừng lại ngay tại nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ 5. Các bạn sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây là mình đang dừng lại ở nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ 5. Và tại nửa cụm họa tiết này mình sẽ bắt đầu lên dãy bính 16 mũi, 15 mũi bính để chúng ta móc tiếp cái bông hoa số 17. Ở cái bông hoa số 17 thì cách nối của bông hoa này và móc như thế nào nó sẽ giống hoàn toàn như các bạn móc từ cái bông hoa thứ 4 lên cái bông hoa thứ 5. Và sau khi các bạn móc xong cái bông hoa số 17, các bạn sang cái bông hoa số 18 thì nó sẽ giống như cách các bạn từ cái bông hoa thứ 5 lên cái bông hoa thứ 6. Và từ bông hoa số 18 trở đi cho tới những cái bông hoa sau đó thì các bạn sẽ móc nối giống như cái bông hoa số 18 luôn, tức là giống như cách nối của bông hoa số 6 nha mọi người. Các bạn có thể quay ngược lại video để xem cách nối của bông hoa số 5 và số 6 nha. Và sau khi các bạn móc tới cái bông hoa cuối cùng của cái vòng hoa thứ 2 thì các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bông hoa đó giống như cách mà các bạn hoàn thiện cái bông hoa số 16 và quay ngược lại để hoàn thiện những cái bông hoa trước đó cho đến khi các bạn gặp lại bông hoa đầu tiên của cái dòng móc mà các bạn đang móc. Thì các bạn sẽ tiếp tục lên tiếp dãy bính và thực hiện móc những cái vòng hoa tiếp theo cho mình. Lưu ý cho mình, từ cái vòng hoa thứ 2 trở đi cho tới những cái vòng hoa sau đó thì toàn bộ những cái bông hoa của mình đều có 6 cánh nha. Mọi người lưu ý cho mình nha. Ở đây như mình nói trước đó với mọi người thì ở cái vòng hoa thứ 2 của phần thân trên của túi, mình sẽ bắt đầu móc từ cái bông thứ 17, sau đó móc lần lượt cho đến khi mình móc tới cái bông hoa thứ 28. Bông hoa thứ 28 chính là bông hoa cuối cùng trên vòng móc thứ 2. Cứ mỗi dòng chúng ta sẽ có 12 bông. Và khi mình móc tới bông hoa số 28 ở đây thì mình sẽ quay ngược lại hoàn thiện cái bông hoa số 28 này. Ở đây mình sẽ không nối bông hoa đầu tiên và bông hoa cuối cùng lại với nhau. Như các bạn quan sát thấy là đây cái bông hoa đầu tiên nè, đây bông hoa cuối cùng của vòng đầu tiên nè, mình cũng sẽ không có nối lại. Tương tự như cái bông hoa thứ đầu tiên của dòng thứ 2 và bông hoa cuối cùng ở đây, mình cũng sẽ không nối lại, vẫn giữ nguyên cái đoạn giữa này nha. Bây giờ thì mình sẽ quay ngược lại và tiếp tục hoàn thiện những cái bông hoa trên cái dòng hoa thứ 2 cho đến khi mình gặp lại cái bông hoa đầu tiên thì mình bắt đầu lên tiếp số mũi bính để chúng ta bắt
đầu móc dòng hoa thứ ba, dòng hoa thứ tư giống hoàn toàn như cách móc ở dòng hoa đầu tiên và dòng hoa thứ hai mình đã hướng dẫn xong cho mọi người nha. Ở phần thân trên của túi mình sẽ móc tổng cộng là 4 dòng hoa tất cả. Đây là dòng hoa đầu tiên, dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ tư. Và các bạn để ý là cái phần bông hoa đầu tiên nè và cái bông hoa cuối cùng của mình thì mình chưa có móc ráp nên là nó sẽ bị hở một đoạn như vậy nha. Trên dòng hoa thứ tư, đây chính là cái bông hoa cuối cùng của dòng hoa. Khi mình móc tới đây mình quay ngược lại và bắt đầu móc tới khi mình móc tới cái cánh hoa thứ 6 của bông hoa thứ 2. Đây là bông hoa đầu tiên của mình nè. Thì đây là cái bông hoa thứ 2 của mình. Khi mình quay ngược lại và móc được nửa cụm họa tiết của cái bông hoa thứ 2 thì mình sẽ dừng lại. Nửa cụm họa tiết này nó sẽ nằm trên cánh hoa thứ 6 của bông hoa thứ 2 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Đây, đang dừng lại ở nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ 6 của bông hoa thứ 2 trên vòng móc số 14. Và đây mình sẽ bắt đầu lên tiếp dãy bính để chúng ta quay ngược lại móc liên tiếp 3 hoa. Trước khi móc thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình. Điểm đầu tiên mình đánh dấu chính là đỉnh của cánh hoa mình đang dừng lại ở đây nha. Nửa cụm họa tiết đầu tiên nè. Và sau đó thì các bạn sẽ đếm cho mình. 1, 2 và cái hoa thứ 3 thì các bạn sẽ đánh dấu ở trên cái đỉnh của cánh hoa phía trên này. Đó. Tiếp theo ở phía ngược lại các bạn sẽ đánh dấu nè. 1, đếm từ ngoài vào trong. Đếm 1, 2, đánh dấu trên cái cánh đỉnh của cái bông hoa này. Sau đó tiếp tục bỏ qua hai bông tới cái bông thứ ba, các bạn sẽ đánh dấu một điểm phía trên như thế này. Đó là điểm để chúng ta móc ráp quai túi nha. Mọi người lưu ý đánh dấu để lát nữa chúng ta móc cho nó chính xác. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên tiếp cái dãy bính để chúng ta móc lùi lại 3 bông. Và cách móc 3 cái bông này sẽ giống hoàn toàn như cách móc của cái bông 3 cái bông đầu tiên của những cái dòng mà các bạn móc trước đó. Thì lên ngược lại thì móc 3 bông đó. Cái cách móc là hoàn toàn tương tự. Các bạn có thể tua ngược lại để xem nha. Bây giờ thì mình sẽ quay ngược lại móc 3 bông liên tiếp nha. Ở phần quai túi, sau khi mình quay ngược lại và móc liên tiếp 3 bông thì cái bông thứ 3 của mình nó sẽ có một cái điểm là kết nối vào vị trí mà chúng ta đã đánh dấu trước đó, là cái ghim đánh dấu màu vàng của mình nè. Thì sau khi mà các bạn móc tới cái vị trí cái bông hoa này thì các bạn sẽ quay ngược lại và hoàn thiện bông hoa này, hoàn thiện cái bông hoa thứ 2 và quay ngược lại bông hoa đầu tiên của phần quai túi thì mình sẽ dừng lại ngay tại nửa cụm họa tiết đầu tiên của cánh hoa thứ 5 nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cánh hoa thứ 5 của mình. Bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục lên tiếp dãy bính và móc dòng hoa thứ 2 của cái quai túi. Ở đây nó sẽ có 2 bông ở dòng hoa này nha. Cách móc thì sẽ giống như là 2 bông đầu tiên của hàng hoa thứ nhất của phần quai túi luôn. Ở dòng hoa thứ hai của quai túi, sau khi mà các bạn móc được 2 bông thì các bạn sẽ quay ngược lại hoàn thiện cái bông thứ hai, sau đó quay lại hoàn thiện bông đầu tiên và dừng lại cho mình ngay tại cụm họa tiết, nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5 đây. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục lên cái hàng thứ hai của cái phần quai túi. Sorry mọi người, hàng thứ ba nha. Đây là hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì nó chỉ còn một bông thôi. Và cái bông hoa đầu tiên này của hàng thứ ba thì nó sẽ kết nối được 3 điểm. Sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp cánh thứ tư và dừng lại ở nửa cụm họa tiết của cánh thứ năm để chúng ta lên tiếp những cái bông hoa tiếp theo. Những cái bông hoa tiếp theo thì nó dễ rồi, nó kết nối giống như cách mà các bạn kết nối ở 4 bông hoa đầu tiên trên cái phần đáy túi nha. Ở quai túi, sau khi mà mình móc xong bông hoa ở dòng số 3 ngay tại vị trí này thì mình sẽ nối tiếp 1, 2, 3, 4. Mình nối liên tiếp 4 hoa, sau đó mình móc tới cái hoa thứ 5. Ở dòng này á, mình sẽ tăng lên lại 2 bông và mình sẽ dừng lại ở ngay tại cái bông hoa này, ngay nửa cụm họa tiết của cánh hoa số 3. Và mình sẽ lên dãy bính để tăng cái dòng móc này lên thành 2 bông nha. Thì cách lên dãy bính để móc cái bông hoa tiếp theo thì mọi người đã biết trước đó rồi ha. Mình sẽ không có hướng dẫn lại ở đây. Ở quai túi, khi các bạn tăng từ 1 bông lên 2 bông ở dòng tiếp theo thì cái bông thứ 2 các bạn sẽ kết nối cho mình ở 3 điểm. Điểm đầu tiên chính là vị trí chúng ta lên dãy bính. Điểm thứ 2 thì cánh thứ 2 các bạn sẽ kết nối với điểm này. Điểm thứ 3, cánh thứ 3 kết nối với điểm này.
Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bông thứ hai, quay ngược lại hoàn thiện cái bông đầu tiên và dừng lại cho mình ở cùng họa tiết, nửa cùng họa tiết của cánh hoa thứ năm. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục lên dãy bính để chúng ta lên cái dòng tiếp theo. Dòng tiếp theo nó sẽ có 3 bông hoa nha mọi người. Ở dòng hoa cuối cùng của quai túi thì nó sẽ có 3 bông. Ở cái bông đầu tiên mình sẽ kết nối hai điểm là điểm đầu tiên lên dãy bính và cái điểm thứ hai ở đây. Mình sẽ dừng lại tại nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ ba để lên cái bông hoa thứ hai. Bông hoa thứ hai của mình sẽ có 3 điểm kết nối. Điểm đầu tiên là điểm mình lên dãy bính, điểm thứ hai ở đây, điểm thứ ba ở đây và điểm thứ tư ở đây. Mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người móc xong cái bông hoa thứ hai nha. Sau khi mà các bạn móc xong cái bông hoa thứ hai thì các bạn dừng lại ở nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ năm, tiếp tục lên dãy bính để chúng ta móc cái bông hoa thứ ba, cũng chính là cái bông hoa cuối cùng trên cái phần quai túi. Ở đây các bạn sẽ nối được 3 điểm trên cái bông hoa cuối cùng. Điểm đầu tiên chính là vị trí các bạn lên dãy bính, điểm thứ hai chính là vị trí này và điểm thứ ba chính là cánh hoa này của cái bông hoa thứ hai trên dòng móc trước đó. Bây giờ thì các bạn sẽ lần lượt nối 3 điểm này vào cho mình nha. Ở quai túi, sau khi các bạn móc nối cái bông hoa cuối cùng vào thì mình sẽ quay ngược lại để hoàn thiện những cái bông hoa này. Và trong quá trình hoàn thiện những cái bông hoa cuối cùng trên cái phần quai túi thì mình sẽ móc nối với cái phần thân trước, cái phần thân mà chúng ta đã móc trước đó. Thì bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh cái phần quai túi để quai túi nó không bị xoắn trước khi chúng ta móc nối nha. Sau đó thì các bạn sẽ móc nối cho mình. Ở đây mình dừng lại ở cánh nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ năm trên cái bông hoa cuối cùng của quai túi và nối với cái điểm này nè. Đây, cái điểm này. Điểm này là cái kim đánh dấu màu vàng ở mặt sau. Các bạn lưu ý có thể tua lại để xem mình đánh dấu á. Thì ở mặt sau của túi mình có đánh dấu hai cái kim đánh dấu giống nhau, là cùng là màu vàng hết. Mặt trước thì cùng là màu xanh hết. Nhưng mà khi mình móc nè, thì mình ở đây cái bông hoa cuối cùng thì nó sẽ kết nối cánh đầu tiên ở cái vị trí là cái kim đánh dấu màu vàng của mình ở đây nha. Chúng ta sẽ có 4 cái hoa ở mặt hông túi nè. Bây giờ thì mình sẽ kết nối như sau. Như mình nói trước đó là mình đang dừng lại ở nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ năm trên cái bông hoa cuối cùng. Ở đây mình sẽ lên một mũi bính và điểm kết nối của mình sẽ là điểm ngay tại cái vị trí mà mình dùng kim để đánh dấu ở đây. Lưu ý cho mình là nhớ điều chỉnh lại cái quai túi để cho nó không có bị xoắn nha. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục hoàn thiện cánh hoa này. Mình sẽ móc tiếp nửa cụm họa tiết của cánh hoa tiếp theo. Lên một mũi bính thì ở cánh hoa này các bạn sẽ kết nối vào điểm này, điểm ở giữa của hai cái bông hoa mà các bạn đánh dấu và cái bông hoa kế bên. Mình sẽ móc nối qua lần lượt cho đến khi gặp cái kim đánh dấu còn lại nha. Mình sẽ nối vào điểm này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hoàn thiện cánh hoa này nha. Đó, vậy là mình đã nối được 2 điểm. Và điểm thứ 3 của mình sẽ là ở vị trí này nha. Bây giờ mình sẽ móc nối như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện xong cái cánh hoa này. Mình sẽ móc một mũi đơn, một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Tiếp tục móc thêm một mũi kép đơn nữa, lên một mũi bính. Ở đây các bạn sẽ đâm kim xuyên qua hai mũi này. Và các bạn sẽ tiếp tục móc nối tiếp vào đỉnh của cánh hoa của bông hoa số 2, tính từ cái bông hoa mà các bạn đánh dấu nha. 1 2 này. Nó sẽ có một cánh dư phía trên này, các bạn sẽ đâm kim vào cánh này luôn. Sau đó thì các bạn sẽ lấy sợi kéo qua. Đó, kéo qua 3 điểm xong lên cho mình một cái mũi bính và tiếp tục hoàn thiện cái bông hoa kế tiếp. Ở đây nó đã có nửa cụm họa tiết rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc nửa cụm họa tiết còn lại nha.
bạn thấy không, mình đã nối được cái bông hoa đầu tiên vào. Tiếp theo bông hoa thứ hai cũng vậy, các bạn đã nối được điểm này rồi thì cái cánh ở giữa tiếp theo nè, cánh tiếp theo các bạn sẽ nối điểm này. Cánh tiếp theo ở ngay tại vị trí giao nhau này thì các bạn sẽ nối lên cái điểm này, giống hoàn toàn như cách mình vừa nối xong tại cái điểm này nha. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ nối tiếp cái bông hoa tiếp theo, là sẽ có một vị trí chúng ta nối ở đây nè. Đây, vị trí này. Thì cánh tiếp theo nó sẽ nối ở góc này, và cánh tiếp tục các bạn móc thêm một cánh nữa thì sẽ nối ở đây. Nối tới cái vị trí mà mình đánh dấu thứ hai nè, thì mình ngưng nối và quay ngược lại để hoàn thiện những cánh hoa còn lại nhé. Ở đây sau khi mà mình móc tới cái vị trí kim đánh dấu số 2 của cái phần quai túi thì mình đã kết nối được 3 cái bông hoa với cái phần quai túi còn lại. Ở đây mình bắt đầu nối từ cái điểm màu vàng ha, và kết thúc tại cái điểm đánh dấu màu xanh. Sau khi mà mình kết nối được cái điểm đánh dấu màu xanh này thì bây giờ mình sẽ quay ngược lại để hoàn thiện những cái bông hoa còn chưa hoàn thành ở cái phần quai túi. Mình sẽ móc hết đi hết cái phần quai túi sang cái phần quai túi còn lại nè, và xuống phần thân. Phần thân túi sẽ có hai cái bông hoa là bông hoa đầu tiên và bông hoa thứ hai của cái dòng hoa thứ tư mình chưa hoàn thiện, thì mình sẽ hoàn thiện cái bông hoa thứ hai, sau đó mình tới cái bông hoa đầu tiên. Và trong quá trình mình hoàn thiện cái bông hoa đầu tiên này thì mình sẽ móc nối với cái phần thân trước đó, tại vì cái phần thân ở bông hoa đầu tiên và bông hoa cuối cùng của các dòng móc thì mình chưa có nối, nên là khi mình tới cái bông hoa đầu tiên thì mình hoàn thiện cái bông hoa này, và trong quá trình hoàn thiện thì mình sẽ nối với cái mặt còn lại của túi nha. Ở đây mình đã hoàn thiện những cái bông hoa trên cái phần quai túi cho đến khi mình đi xuống cái bông hoa đầu tiên của dòng hoa thứ tư trên cái phần thân túi. Ở đây mình đang dừng lại tại nửa cụm họa tiết của cánh hoa thứ sáu. Bây giờ nửa cụm họa tiết này mình sẽ nối với cánh hoa này của bông hoa cuối cùng trên dòng móc này. Thì đây là cái bông hoa cuối cùng nha, có một điểm kết nối nè. Bỏ qua cánh phía trên này thì các bạn sẽ kết nối vào cánh này cho mình. Bây giờ mình sẽ nối nha. Ở đây các bạn sẽ quay ngược lại như vậy để cho nó dễ nối hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấc kim ra khỏi mũi len ha, lấy cái cánh hoa mà các bạn cần nối, kéo qua lên một mũi bính. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện cánh hoa thứ 6 của bông hoa đầu tiên trên cái dòng hoa thứ 4. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện nửa cụm họa tiết của cánh hoa đầu tiên của bông hoa này luôn. Một mũi đơn nè, một mũi nửa kép, hai mũi đơn, lên một mũi bính. Và ở đây, ngay cái điểm này nè, thì các bạn sẽ kết nối với cánh phía bên này nữa. Ở đây các bạn sẽ đâm kim vào điểm này nè, lên, đâm kim lên cái mũi bính còn sót lại ở trên đây. Sau đó, từ phía bên này các bạn sẽ kết nối vào cánh tiếp theo của bông hoa cuối cùng. Thì đây là điểm mà các bạn vừa kết nối xong, thì cánh tiếp theo sẽ là cánh này. Các bạn sẽ đâm kim vào đây. Sau đó kéo sợi một mũi trượt qua toàn bộ chân móc trên kim móc lên một mũi bính. Vậy là các bạn đã kết nối được như vậy nha. Đó, các bạn mình đưa gần hơn cho mọi người coi nè. Đó. Tiếp theo, sau khi mà các bạn kết nối được cái bông hoa đầu tiên và bông hoa cuối cùng của dòng hoa thứ tư, thì ở những cái dòng hoa còn lại các bạn cũng sẽ móc tương tự. Từ trên xuống dưới các bạn sẽ tính lần lượt. Lưu ý cho mình, cứ một cánh hoa nó sẽ kết nối được 3 điểm. Đây, một vị trí sẽ kết nối được 3 cánh hoa. Như vị trí này nè, các bạn thấy không? 1, 2, 3, nó sẽ có 3 cánh hoa chùm vào nhau để cho mọi người dễ dàng quan sát hơn. Thì ở đây, đây là cánh hoa này. Cánh hoa này mình sẽ kết nối vào đây. Thì cái vị trí này đã đủ 3 cánh hoa rồi. Tiếp theo, mình sẽ hoàn thiện cánh hoa tiếp theo của bông hoa này nha. Đây, bông hoa này là cái bông hoa đầu tiên của dòng số 3 của phần thân túi nè. Mình sẽ hoàn thiện cánh hoa ngay tại vị trí này. Và cánh hoa này thì mình sẽ kết nối với cái điểm này nè. Các bạn cứ tính từ trên xuống dưới, có cái điểm nào chưa kết nối là các bạn sẽ kết nối. Đây, như cái điểm này, nó đang thiếu một cánh hoa. Thì cái cánh hoa tiếp theo của bông hoa này nó sẽ nối vào cái điểm này. Là điểm này nó đã đủ 3 cánh hoa rồi, bỏ qua điểm đó. Tiếp tục hoàn thiện xong cái cụm họa tiết còn lại nè. Ở đây nó có nửa cụm họa tiết, mình bổ sung thêm nửa cụm thì mình sẽ kết nối hai cái vị trí này với cái cánh hoa này. Thì vị trí mà kết nối tại cái điểm này nè,
thì mình vừa hướng dẫn xong ngay tại điểm này luôn, nó giống luôn nha mọi người. Đó, thì khi mà các bạn kết nối được cái điểm này với cái bóng này, hoàn thiện luôn cái cánh hoa vị trí này, thì chúng ta ở có cái góc này đã có được ba cánh hoa chùm đầu lại với nhau, là vị trí này đã đủ. Tiếp tục lên cánh tiếp theo, đây là dòng hoa số 2. Ngay tại cái cánh này nè, cánh này các bạn sẽ kết nối với vị trí này để vị trí này nó có ba cánh hoa chùm đầu, là vị trí này đã xong. Tiếp tục, vị trí hai cánh hoa chùm đầu này mình sẽ kết nối với bông này để chúng ta có được một cụm ba cánh hoa chùm đầu, vậy là vị trí này cũng đã đầy đủ. Tiếp tục các bạn cứ tính xuống, rồi đây chính là cánh hoa cuối cùng của cái vòng hoa đầu tiên. Cánh này là cánh cuối cùng rồi, thì mình chỉ còn một cái điểm cuối cùng để kết nối là ở đây các bạn. Ở đây thì mình đã hoàn thiện xong và gặp lại cái bông hoa đầu tiên trên cái vòng hoa đầu tiên của phần túi nè. Bây giờ thì mình sẽ hoàn thiện nốt cái cánh hoa này để chúng ta hoàn thành cái mẫu túi này nha. Đây, cánh hoa đầu tiên mình chỉ có nửa cụm họa tiết nè. Bây giờ thì mình sẽ móc nửa cụm họa tiết còn lại nha. Sau đó lên một mũi bính. Ở đây các bạn sẽ lấy cái điểm này lên. Mình sẽ đâm kim vào vị trí là cái mũi trượt thứ 3. Sau đó lên cái dãy bính nè. Lên cái mũi bính. Trượt một mũi trượt. Sau đó cắt len. Rút sợi len này lên và từ mặt trái các bạn sẽ kéo cái sợi len này vào trong mặt trái để chúng ta tiến hành dấu len. Thì tới đây mẫu túi này đã hoàn thành rồi nha. Sau khi mà mình dấu len xong ở mặt trái thì mẫu túi của mình đến đây cũng đã hoàn thiện rồi nha mọi người. Vậy là bài hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn này của mình. Mọi người nếu xem bài hướng dẫn này, yêu thích bài hướng dẫn thì nhớ nhấn thích video, để lại bình luận, bấm đăng ký kênh, kết hợp phần chuông để nhận được thông báo khi ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau. Bye bye.